Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai mẫu xe Tega đến từ nhà Honda Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cả hai phiên bản, đều là những phiên bản mới nhất của năm 2025. Trong đó có mẫu xe Honda Lead và mẫu xe Honda E-Blade. Các bạn có thể nhìn cận cảnh, đều là những mẫu xe Tega với khối động cơ mới ESP+. Kết hợp với đó ấy, là những trang bị đầy đủ điển hình tiên tiến. Hai mẫu xe này thì nó sẽ áp dụng những đối tượng khách hàng khác nhau. Lead sẽ thiên về với các bạn nữ nhiều hơn, còn E-Blade thì dù nam nữ đều có thể điều khiển được các bạn nha, nhưng sẽ nghiêng về nam nhiều hơn một chút. Mình sẽ đưa ra những cái nhận xét cụ thể về việc lựa chọn một trong hai mẫu xe này ở phần cuối của video để các bạn có thể theo dõi. Sau đây thì mình sẽ lướt qua một chút các cái nội dung trên xe để các bạn có thể nhìn ngắm cũng như so sánh đôi chút về hai mẫu xe này. Hiện tại thì dòng xe Honda Lead thì vẫn trang bị hệ thống đèn pha cốt phía trên sử bóng LED này, còn dòng xe Honda E-Blade di chuyển toàn bộ hệ thống pha cốt xuống dưới, phía trên là giải đèn đờ mi và đèn xi nhan của xe các bạn nha. Nó sẽ có một chút khác biệt. Hiện tại cả hai mẫu xe ở đây thì đều được trang bị hệ thống phanh kết hợp CVS. Tuy nhiên trong thời điểm này, Honda Lead đã có phiên bản đặc biệt được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS với ngàm phanh 2 piston mà giá bán cực kỳ phải chăng, đâu đó chỉ ngang bằng với những phiên bản đặc biệt và thể thao của dòng xe Honda E-Blade mà thôi. Chút nữa thì mình sẽ gửi đến bạn mức giá bán cụ thể. Phần phía đuôi xe các bạn có thể theo dõi này. Phần lốp sau của mẫu xe Honda Lead có nhỏ hơn một chút so với lốp xe của dòng xe E-Blade các bạn nha. Nhiều bạn muốn lốp sau của dòng xe Lead được làm to hơn một chút. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng để cân bằng và độ êm ái cũng như cốp xe rộng thì mẫu xe này đưa ra cốp xe như vậy là hoàn toàn hợp lý. Còn về các cái nội dung ở phần mặt đồng hồ của xe, Honda Lead là sự kết hợp giữa analog và LCD. Còn mẫu xe Honda E-Blade là full LCD 100% luôn. Cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key, loại bỏ nút tắt bật đèn của xe và đều có cả Idling Stop. Với dòng xe Honda Lead trong thời điểm này có hốc để đồ phía trước có lắp đậy cùng với cổng sạc Type-C thay vì cổng sạc 2.1A như trước đây, mà hiện tại dòng xe E-Blade đang được lắp ở phần dưới yên xe. Giảm sóc sau phía của dòng xe Honda E-Blade là giảm sóc đôi, còn dòng xe Lead là trang bị giảm sóc đơn thôi các bạn nha. Đây cũng là một điểm nhấn quan trọng để các bạn có thể lưu ý. Đổi lại thì dòng xe Honda E-Blade nó sẽ có cái cốp rộng nhưng sẽ nhỏ hơn một chút so với dòng xe Honda Lead. Nhưng Lead nó sẽ có vị trí sàn để chân rộng rãi, còn dòng xe Honda E-Blade nó tạo vị trí ngăn cách ở phần để chân. Nên phần nào đó chị em phụ nữ mà điều khiển dòng xe Honda E-Blade nó sẽ hơi bất tiện một chút, vì khi các bạn mặc váy nhá, khi bước qua xe thì hơi bất tiện một chút, còn Lead nó sẽ ok hơn ở cái điểm này. Đấy là mình có thể đưa ra một số dẫn chứng như vậy để các bạn có thể theo dõi trong thời điểm hiện tại với hai dòng xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Sau đây thì không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ gửi tới các bạn mức giá bán cụ thể trong thời điểm chuẩn bị bước sang tháng 9 của năm 2024 với hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình. Với dòng xe Honda Lead nó sẽ có 3 phiên bản. Tiêu chuẩn thì hiện tại mức giá bán của nó sẽ rẻ hơn vào khoảng tầm 39 đến 40 triệu thôi. Trong khi đó thì Lead cao cấp như các bạn đang theo dõi trên màn hình, giá sẽ vào khoảng tầm 41 triệu các bạn nha. Còn phiên bản đặc biệt có ABS với ngàm phanh 2 piston thì giá bán của nó vào khoảng tầm 44 triệu, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Trong khi đó với mẫu xe Honda E-Blade, E-Blade phiên bản tiêu chuẩn giá 43 triệu 500 là giá bán của phiên bản cao cấp. Cao cấp ở đây sẽ có hai màu sắc là bạc đỏ đen và bạc xanh đen. Còn phiên bản đặc biệt các bạn đang theo dõi trên màn hình sẽ mức giá bán vào khoảng tầm 44 triệu 500, và 45 triệu là giá bán của phiên bản cao cấp nhất này, phiên bản thể thao với màu sắc xám đỏ đen các bạn nha. Đó là toàn bộ mức giá bán mình báo bạn thông qua video ngày hôm nay với hai mẫu xe đến từ nhà Honda Việt Nam cùng chung khối động cơ, đều là khối động cơ mới ESP+ 125 phân khối, cho ra công suất và men xoắn cũng gần như ngang ngửa với nhau. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng khá là vượt trội trên cả hai mẫu xe. Lead hiện tại phiên bản mới ăn xăng ở mức là 2,1 lít trên 100 km, còn E-Blade phiên bản 125 mới ăn xăng ở mức là 2,14 lít trên 100 km. Giá bán thì hiện tại E-Blade có cao hơn so với dòng xe Honda Lead một chút. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng tùy theo điều kiện sử dụng của từng người, các bạn nên cân nhắc trong việc lựa chọn một trong hai dòng xe này các bạn nha. Sau đây thì mình sẽ đưa ra ý kiến chủ quan của cá nhân top 5 trong việc lựa chọn một trong hai dòng xe ở đây. Với bản thân mình thì mình sẽ nghiêng về dòng xe E-Blade nhiều hơn bởi tính thực dụng của nó. Hiện tại mua về với dòng xe Honda E-Blade, bố mẹ, con cái, vợ chồng đều có thể đi được dòng xe này bởi tính thực dụng của nó các bạn nha. Bình xăng ở trước rất tiện dụng dò, trang bị đầy đủ điển hình tiên tiến, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội,
kể cả cốp xe cũng cực kỳ rộng luôn để các bạn có thể thoải mái để đồ. Đấy là với ý kiến chủ quan của cá nhân mình. Nhưng nếu là chị em phụ nữ thì mình khuyên các bạn nên lựa chọn mẫu xe Honda Lead nhiều hơn, bởi tính tiện dụng của nó, vị trí sàn để chân rộng rãi, thiết kế mới ok hơn. Ai thích sự an toàn hơn có thể lựa chọn phiên bản đặc biệt với hệ thống phanh chống bó cứng ABS 2 kênh, cốp xe rộng gần như rộng nhất trong tất cả những mẫu xe đang được bày bán tại Việt Nam chúng ta, lên tới 37 lít các bạn nha, rộng hơn khá nhiều so với dòng xe Honda Airblade. Kết hợp với đó, trang bị cũng đầy đủ điển hình tiên tiến, đặc biệt là cổng sạc Type-C tiện dụng cho những bạn nào sử dụng điện thoại iPhone hiện tại, và các cái điện thoại thông minh hiện nay cao cấp nhất đang được sử dụng thì đều được trang bị cái cổng sạc Type-C, hoàn toàn là ok. Và đó là một số những cái chia sẻ thông qua video ngày hôm nay để các bạn có thể nhìn nhận với hai mẫu xe này. Rồi, các giá này của mình, nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh nha. Giá số các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.